Diễn viên lùn nhất Việt Nam chính thức công khai người yêu xinh đẹp. Quý vị thính giả thân mến, dù sở hữu chiều cao hạn chế nhưng Xuân Tiến lại có hai mối tình với những cô gái xinh đẹp, cao ráo và nổi bật. Với chiều cao 1m26, Nguyễn Xuân Tiến là một trong những diễn viên có ngoại hình đặc biệt nhất showbiz Việt. Ngoài tham gia diễn xuất trong một số MV, Xuân Tiến còn là một nhân tố nổi bật trong nhóm hài Giam TV. Anh từng công khai tình yêu với người mẫu Thanh Thảo cao 1m78, sự chênh lệch chiều cao của cả hai gây chú ý trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, 2 năm trước cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Gần đây thì Xuân Tiến thường xuyên đăng ảnh tình tứ cùng một cô gái xinh đẹp, được biết cô gái này chính là người yêu mới của Xuân Tiến. Tuy không chia sẻ nhiều về bạn gái, nhưng dung mạo xinh xắn trẻ trung của người yêu Xuân Tiến và những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Qua một số bức ảnh chụp chung cho thấy, Xuân Tiến và bạn gái mới cũng có sự chênh lệch về chiều cao khá đáng kể. Được biết, Xuân Tiến sinh ra trong gia đình bố cao 1m72, mẹ cao 1m68, còn em trai cũng cao gần 1m7. Nhưng vì gặp vấn đề tuyến yên từ lúc nhỏ, khiến anh phải uống thuốc nhiều, gây ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Anh từng rất tự ti mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, sau khi tham gia diễn xuất cùng nhóm bạn Giam TV, Xuân Tiến dần dần thay đổi, hòa đồng và lạc quan hơn. Vào nghề diễn hơn 5 năm, Xuân Tiến đã tham gia khoảng 5 bộ phim, trong đó phải kể đến vai trong phim chiếu rạp Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ, Gái già lắm chiêu, Nắng hai, Vú em tập sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.